một cái clip gọi là khá kỷ lục về cái hình thức ép đồ lên cộng anh em nhá. Đây mình nhân sư cộng một anh em thấy chưa, không có lúc anh em nhá, không có lúc đấy. Hôm nay mình sẽ cộng lên 13 và không dùng bùa, nếu mà chịt nó sẽ mất anh em, nếu mà chịt là nó sẽ mất anh em nhá. Và khá kỷ lục, khá kỷ lục anh em, lên cộng 13 không có lúc và không có bùa. Đấy, kinh dị không, bầu trời đen tối không trăng không sao, dưới là dòng sông máu, trên là cửa rét, cô hồng rất là đẹp. Đi quay lại cho anh em xem chưa, quá đẹp, rồng như điên, như điên như ai, ok không dài rồng nữa, ta về Nordia và đập thôi. Thấy chưa, nghe có nhạc ở Nordia rất là kinh dị, ảnh rất là đẹp anh em. Quay anh em một vòng Nordia này nhá, để lấy cái tinh thần đập đồ. Đấy, anh em cho xin một like đi ạ, xin một like đi để mà lấy tinh thần đập đồ anh em ơi, phá kỷ lục luôn ạ, phá kỷ lục, không có lúc, không có bùa, mà nói thẳng với anh em là hết tiền mua bùa rồi đây này, đây còn có 100 mà đây có 90 này, nói thẳng với anh em là hết tiền mua bùa. Nên là đập thẳng luôn. Găng nhân sư hiện tại đang cộng 11 nhá, ép từ 9 lên cộng 11 cũng không dùng bùa. Liền chó này, em thông cảm nhá, chó này nó cắn linh tinh quá. Ok, ép luôn anh em nhá, ép luôn cắn to lên, cắn to lên, sủa lên đi, hãy sủa lên đi cho chàng pháo tay nào, sủa mạnh lên, lên 1 2 3, một cái một viên anh em nhá. Đấy, cộng 12 anh em ạ, 45% đưa luôn nhá, phá kỷ lục anh em ạ, gọi là kỷ lục đầu tiên tại Việt Nam ép không lúc không bùa lên cộng 13, mà server này ép đồ rất là khó anh em nhá, không phải dễ đâu. Ok, không dài dòng nữa, đập pháo tay quá đẳng cấp anh em, quá đẳng cấp anh em, thấy gì chưa, lên cộng 13 không bùa không lúc, tiếp tục phát nữa anh em nhé, sửa đi cái, phát đi, sửa đi, sửa đi, sửa. Hết được bình thường này, cho vào đây, cho vào rửa cho nó phong thủy anh em nhìn này, xem đây, hãy xem đây, 3 viên à, 4 viên, 45% anh em ạ, 45% anh em ơi, kinh dị. Anh em cho một chàng tháo tay đi, cổ vũ này, cho một like nào, một like đi, cần lắm một like ủng hộ, cần lắm một like ủng hộ anh em ạ, 1 2 9 phát nhá, 7 phát đi, 4 5 6 7, anh em thấy gì chưa, thấy gì chưa, lên 14 không, tù mẹ kỷ lục ra anh em thấy chưa, quá đẳng cấp đi anh em ạ, anh em thấy chưa, thấy đẳng cấp của mình chưa, thấy cái đẳng cấp mình chưa, tù mẹ quá là ngon này anh em ạ, phá kỷ lục Việt Nam anh em, con server này đập đồ rất là khó đấy, gọi là sự hên xui của các bạn tùy thôi, nhưng mà anh em thấy gì chưa, thấy cái sức mạnh ép đồ không bùa và không lúc chưa, kinh dị anh em ơi, mỗi thằng cấp anh em, chúc mừng đi cái nào, chúc mừng đi cái xếp sơ hùng quá là đẹp, ôi kinh dị nhỉ, lên 13 quá kinh dị. Ok, clip của mình kết thúc tại đây anh em nhé.
anh em cho mình xin một like và một subscribe em ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.